Bây giờ nhiệm vụ của hai em là đưa hai đại gia về khách sạn nghỉ ngơi nhá. Sao lại đưa về khách sạn? Không được, em sợ lắm. Đi sáng đấy luôn với anh cho nó. Các người hãy bố con gái đây ra. Mày lại. Lại chúng mày đâu? Tẩn của con mụ lên trận. Tôi chỉ là người đứng lánh mẹ tôi. Cái gì? Mẹ là sao? Anh không nhận ra tôi à? Mày là ai? Con mụ kia. Tôi là Nga đây. Anh có biết anh vừa ôm ai hay không? Ai? Nó chính là con gái ruột của anh đấy. Con gái ạ? Con? Là bố của con. Trời ơi! Ông trời ơi! Tôi thật là khốn nạn!